Những ngày sau Tết Nguyên đán, do nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao, trong khi lượng rau chưa được người dân thu hoạch nhiều nên giá rau xanh tại hầu hết các địa phương tăng mạnh. Ghi nhận tại một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, giá các mặt hàng rau xanh đã tăng từ 15 đến 20% so với trước Tết. Như súp lơ xanh có giá từ 15 đến 20.000 đồng một cây, rau muống 15 đến 20.000 đồng một bó, rau cần 20.000 đồng một bó, cải cúc 15.000 đồng một bó.